Chào toàn thể anh em đam mê chơi BCB nhé. Hôm nay em có một cây bơm nhé. Đây, cây bơm này các bác quan sát nhé. Cây bơm này là đồng hồ to nhé. Đồng hồ to lọc ẩm to nhé. Thanh lý cho bác giá 500.000 rất chi là rẻ. Bơm này là bơm mới kính con xịn sò nhé. Em thanh lý cho bác 500.000, tí nữa em sẽ báo cho các bác là nó có một cái lỗi nho nhỏ, một lỗi nhỏ xíu thôi, nên thanh lý cho bác giá 500.000 nhé. Đấy, các bác nào muốn mua cây bơm thanh lý hoặc bơm mới, các bác cố gắng theo dõi hết video nhé. Đặc biệt là các bác mua cái bơm thanh lý này đầy phụ kiện thì đi kèm đầy đủ nhé, bao gồm một túi lăng sim, một cà lê đa năng, một lọ dầu. Em tặng cho bác thêm một lọ dầu trị giá 100.000 để các bác thay sửa bơm nhé. Đấy, cái này lỗi các bác khắc phục rất chi là đơn giản. Đấy, đây thì đầu tiên khi chứ em sẽ báo giá cho các bác bốn cái mẫu bơm đang làm mưa làm gió trên thị trường, được anh em tin tưởng và sử dụng khá là nhiều nhé. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm thì có thể gọi điện trực tiếp đến ba đầu số này của shop để được nhân viên bán hàng tư vấn cho bác nhé. Đấy, đây đầu tiên em sẽ báo giá cho bác cái mẫu bơm tay Shinzongxi nhé. Mẫu bơm tay Shinzongxi đồng hồ to lọc ẩm to nhé. Cái con này là chân cánh én không gấp nhé, đồng hồ to lọc ẩm to rất chia xịn sò. Cái mẫu bơm tay Shinzongxi này thì bao cho bác bơm khoảng độ tầm 300 đến 350 cân trên một nốt nhạc nhé. Đấy, các bác quan sát này, đây có logo của nhà sản xuất Shinzongxi đây, rất chi là xịn sò nhé. Cái mẫu này chân là chân cánh én không gấp nhé. Con này thì giá em báo giá công khai cho bác nhé. Giá công khai cho bác cái mẫu bơm Shinzongxi này là giá 1.850.000, đã có cước vận chuyển đến tận nhà cho anh em. Phụ kiện đi kèm một lọ dầu, một túi ống sim, một cà lê đa năng nhé. Cái tiếp theo em giới thiệu các bác cái mẫu bơm thứ hai. Mẫu bơm thứ hai là mẫu bơm đồng hồ to này, lọc ẩm to nhé. Đồng hồ to lọc ẩm to, chân là chân gấp này. Đấy, chân gấp. Đấy, rất chi là xịn sò nhé. Đồng hồ dầu 50MPa. Cái mẫu này là bản đặc biệt các bác nhé. Mẫu bản đặc biệt này thì bơm nhanh bơm nhẹ các bác nhé. Đấy, bơm nhanh bơm nhẹ. Cái con này bao cho anh em và các bác bơm khoảng độ tầm 300 cân nhé, 300 cân đến 330 cân trên một nốt nhạc nhé. Đấy, các bác nào muốn mua cái mẫu bơm đặc biệt này thì các bác gọi điện đến ba đầu số này, các bác bảo em ơi bán cho anh một cây bơm phiên bản đặc biệt nhé, giá 900.000 là em biết các bác muốn lấy bơm này nhé. Đấy, đây tiếp theo giới thiệu anh em cái mẫu bơm thứ ba nhé. Mẫu bơm thứ ba là bên này em gọi là bơm nhỡ thôi nhé. Bơm này là bơm nhỡ đồng hồ to lọc ẩm bé các bác, đồng hồ to lọc ẩm bé, chân là chân gấp các bác nhé. Đấy, chân là chân gấp, đồng hồ to lọc ẩm bé chân gấp. Cái mẫu này thì cũng hiệu FB con báo toàn xả áp đây, đồng hồ dầu 50MPa xịn sò nhé. Cái mẫu này bên em đang bán 800.000 các bác nhé. 800.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho anh em nhé. Đấy, 800.000 các bác chỉ cần bỏ ra 800.000 thôi sở hữu ngay một con bơm nhỡ nhé. Đấy, cái tất cả các giá này nhé đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác nhé, 63 tỉnh thành trên mọi miền tổ quốc. Đấy, đây cái mẫu bơm thứ tư cũng là mẫu bơm cuối cùng em hôm nay em giới thiệu đến các bác và anh em nhé. Đây là mẫu bơm đồng hồ bé lọc ẩm bé các bác nhé. Đồng hồ bé lọc ẩm bé, chân là chân cánh én không gấp nhé. Các bác nào mình chơi truyền thống, chơi truyền thống các bác lấy con này thì vô cùng hợp lý nhé. Giá của nó chỉ là 600.000 các bác nhé. 600.000 đã có cước vận chuyển đến tận nhà cho các bác nhé. Đấy, các bác nào muốn mua bơm thì hãy nhanh tay vui lòng gọi điện đến ba đầu số này nhé. Các bác thứ nhất các bác có thể gọi điện để vào việc trực tiếp, thứ hai các bác nào ngại ngần thì các bác có thể nháy máy bên sẽ có nhân viên gọi lại cho các bác để tư vấn nhé. Đấy, các bác gọi đến ba đầu số, ví dụ các bác thích cái mẫu bơm Shinzongxi, các bác bảo em ơi bán cho anh một cái cây bơm Shinzongxi giá là 1.800.000, cây bơm bản đặc biệt này là giá 900 này, cái cây bơm nhỡ nhé, cây bơm nhỡ này là giá 800, cây bơm bé là 600 nhé. Đấy, đây em sẽ thanh lý cho bác con này nhé. Giá của cây bơm này em thanh lý cho bác 500.000 nhé. Con này nó có một cái lỗi rất chi là nhỏ thôi. Đấy, các bác nào đây em sẽ báo lỗi cho bác luôn nhé. Cây này là cây bơm mới nhá, đồng hồ to lọc ẩm to, bơm mới nhá, 50MPa nhá. Cái cây này thì em cũng đang bán 900 nhá, nhưng mà nó bị mất cái ốc test áp ở đây, mất ốc van xả áp nhá, mất cái van xả áp ở đây thì em sẽ thanh lý cho bác giá 500.000 nhá. Các bác nào mà ở nhà mình có cái van xả áp cũ mình có thể xoáy vào đây, hoặc các bác nào mua, các bác mua cái van xả áp mới nó khoảng độ tầm 100 đến 150 thôi thì các bác mua về cái con bơm này chỉ rơi vào khoảng hơn 600 gần 700 thì các bác vẫn rất chia lãi nhé. Đấy, phụ kiện đầy đủ, mỗi tội thiếu đấy. Con này thì em đang bán 900 nhé, bán thanh lý cho bác giá còn 500.000 nhé. Các bác nào về, một là các bác có cái van xả áp các bác lắp ở đây, hai các bác mua van xả áp mới nó trăm hơn trăm kém thì các bác có mua cộng tiền con này vào nó chỉ thành hơn 600 gần 700 vẫn rất chia là rẻ nhé. Đấy, con bơm mới này em đang bán là 900.000 cơ các bác nhé. Đấy, vì cái bơm này thì em có một cái thôi. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm tất cả các mẫu bơm nhé thì các bác hãy nhanh tay gọi điện đến ba đầu số này của shop để đặt hàng về cho mình một chiếc bơm cao áp được anh em tin tưởng và sử dụng khá là nhiều. Đây đều là những dòng bơm rất chi là bền theo thời gian,
các bác dùng hiệu quả rất chi là cao các bác nhé. Đấy, thì một cái video rất chi là ngắn thôi, em sẽ kết thúc video tại đây nhé. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong video sau. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video.